kể được lên sân khấu nhé cả nhà, được lên một sân khấu vô cùng là trang trọng. Vâng, lát nữa sẽ có những cái tác phẩm phải nói là cực kỳ là đẹp trong cái buổi ngày hôm nay ạ. Gọi là một siêu phẩm đúng không em? Đấy, còn đây là cây lăm cánh trắng Phú Thọ nhé cả nhà, lăm cánh trắng Phú Thọ phát tài. Nói chung là đội Hải Phòng đang sở hữu những cái cây rất là khủng nha, rất là khủng, rất là chất. Vâng, chào em Tuấn Ba Vì nhá, chào Duy Long, chào em Đỗ Cường Pham, đến đâu rồi em ra rồi. Chào Hưng Minh Dương, chào anh em, vâng, anh em ngồi đây, vâng, tất cả anh em đang trên đường đến. Vâng, chào Giang Minh Quốc nhá, hôm rồi vào miền Nam rất tiếc là không gặp em. Hôm nay nói chung là cái tên Hoa Tiên là cái tên do em Minh Quốc đặt tên. Vâng, anh vào đây đi anh. Dạ. Tí nữa là thầy của mình là Lan nhỉ anh? Dạ vâng. Chào em trai Mạnh Quái nhá. À, đây là anh Thái Trần đến từ Phú Thọ, Phú Thọ. Vâng. Đây là anh Linh Trần. Ok. Rồi. Đi vào đi em. Vui quá. Hôm nay thì thực sự là em cũng không dám mời nhiều. Đấy, chỉ khoảng tầm độ 100 khách thôi. Đó là những anh em bên Va và những anh em bên Lá Kẻ. Đấy, giữa Hoa và Lá là cũng sẽ có sự giao lưu. Em trai Lê Hùng nhá, đến đâu rồi em trai ơi? Không khí đang vô cùng là náo nhiệt. Vâng, em mời anh vào. Vâng. Vào đi, vào đây, vào đây. Vâng. Nam từ Hòa Bình, từ khắp nơi đang đá và hôm nay cũng có giao dịch một chậu su Đà Bắc nhé cả nhà. Vâng, thời của thân lá đang đến đúng không ạ? Đang đến rất là gần. Sân chơi phải nói là sân chơi sắc màu, sân chơi vô cùng là đẹp. Có nhiều con đường để dẫn chúng ta đến với thành công và nên là cứ con đường nào mà chúng ta cảm thấy yêu, chúng ta mến thì chúng ta sẽ đi theo con đường đó. Vâng. Chào anh Toàn Vũ nhá.